Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng đến với S Channel. BlackBerry, một cái tên đã không còn quá lạ lẫm với chúng ta, nhất là với giới doanh nhân. Mặc dù đã không còn là một trong những kẻ thống trị thị trường điện thoại như cách đây khoảng 10 năm, nhưng có vẻ như trong thời gian vừa rồi, quả dâu đen đang nhen nhóm giành lại vị trí này bằng việc tung ra những sản phẩm mới với chất lượng và tính năng vô cùng hấp dẫn. Và đầu tháng 8 vừa rồi, BlackBerry đã tung ra chiếc Passport phiên bản màu bạc và mình cảm thấy vô cùng may mắn khi đang được cầm em nó ở đây. Xin mời các bạn cùng mình đánh giá nhanh chiếc siêu phẩm dành cho doanh nhân này nhé. Đầu tiên như thường lệ sẽ là về ngoại hình. Nếu so sánh với chiếc Passport gốc thì phiên bản này còn lớn hơn một chút, bề ngang thì cũng ngang hơn một chút nhưng mình thấy đẹp hơn rất nhiều. Nếu có phiên bản màu đen kia có vẻ giống như là một chàng doanh nhân trẻ vừa bước vào thương trường đầy nhiệt huyết thì phiên bản màu bạc này toát ra cái vẻ gì đó rất là lão làng và đầy kinh nghiệm. Thực sự phiên bản này nhìn sang trọng hơn rất nhiều. Phần khung viền được làm từ thép không gỉ, chất lượng hoàn thiện thì không có gì phải bàn cãi. Các góc được thiết kế bo tròn, dễ cầm hơn. Các cạnh bên thì được vát dạng kim cương nhìn đẹp và chắc chắn. Mặt sau được làm từ nhựa, có các vân hơi rỗ giúp bám chắc tay hơn và đồng thời cũng chống bám bụi, bẩn và mồ hôi tay rất là tốt. Tuy nhiên thì có một vài điểm trừ ở đây. Màu bạc nhìn rất sang và đẹp, tuy nhiên nó lại làm lộ cái đường nối bàn phím và khung máy. Thứ hai là phần nắp nhựa ở mặt sau, nó vẫn còn hơi hở và thực sự là chưa khít lắm. Có thể do đây là bản demo chứ không phải là bản thương mại. Mong rằng phiên bản thương mại của Passport Silver Edition thì sẽ có mức độ hoàn thiện tốt hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu hơn vào chi tiết. Phía mặt trước thì ta có loa thoại, cảm biến, đèn báo và camera tự sướng. Phía dưới là màn hình, có sử dụng tấm nền IPS, độ phân giải 1440x1440, sử dụng kính lực Gorilla Glass 3, đập là vỡ. Phía dưới là bàn phím QWERTY huyền thoại của BlackBerry. Phần bàn phím này cũng có một phần cảm biến giúp cho chúng ta có thể sử dụng nó như một phần cảm ứng vật lý. Cái này thì giống như là cái hạt tròn tròn mà ở các cái máy BlackBerry cũ chúng ta vẫn hay sờ mó mân mê vuốt vuốt ấy. Thì chiếc Passport này thì cho chúng ta cơ hội có thể thoải mái mân mê trên diện tích rộng hơn. Bên cạnh phải là phím tăng giảm âm lượng và phím media. Phím này thì có thể ví dụ là giữ thì chúng ta có thể ra lệnh bằng giọng nói hoặc là đang nghe nhạc thì chúng ta có thể ấn phím này để dừng. Phía dưới là cổng micro USB, mic thoại và hai loa ngoài. Phía trên ta có jack cắm tai nghe 3.5mm và nút nguồn. Ở mặt sau ta có camera chính và đèn flash. Có một điểm khác biệt ở đây nữa là ở bản Passport màu đen thì camera và đèn flash được xếp chung vào một khối chữ nhật. Thì mặt này thì camera và flash đã được tách riêng ra, mình cảm thấy là đẹp và hợp lý hơn. Camera chính thì cũng được làm to hơn, hơi lồi lên một chút. Có một cái viền tròn làm bằng bạc xung quanh giúp bảo vệ camera khỏi bị cháy xước. Phía trên ta có nắp bằng nhựa có thể tháo ra được, được sơn giả kim loại cực giống, nếu mà không sờ không tháo ra thì chúng ta không thể biết được đây là nhựa. Phía bên trong phần nắp nhựa này thì ta có một khe cắm SIM và khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Như vậy tổng kết lại thì về ngoại hình, Passport Silver Edition chỉ thay đổi một chút cho người sử dụng dễ cầm hơn, phù hợp hơn với xu thế của năm 2015 và đồng thời cũng khắc phục được một số điểm trừ ở trên chiếc Passport cũ. Về cấu hình, phiên bản màu bạc này không có gì khác hay là nâng cấp hơn so với phiên bản màu đen, nhưng mình vẫn sẽ điểm qua một vài điểm chính để dành cho các bạn chưa rõ về cấu hình của máy. Chiếc điện thoại này sử dụng bộ vi xử lý Snapdragon 801 4 nhân, xung nhịp 2.26GHz, có RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB, có thể mở rộng bằng thẻ nhớ lên đến 128GB. Camera trước có độ phân giải 20MP, camera sau có độ phân giải là 13MP, có chống rung quang học. Pin của máy có dung lượng là 3450mAh. Đây là chiếc máy có cấu hình mạnh nhất của BlackBerry hiện nay. Với cấu hình này thì có thể cho các bạn thoải mái sử dụng giải trí rồi đa nhiệm cực kỳ tốt mà không thể xảy ra hiện tượng lag hay là giật. Còn các tính năng khác của máy thì có lẽ vẫn vậy, chưa có sự nâng cấp hay sự thay đổi gì đáng nói. Vừa rồi là bài đánh giá nhanh chiếc BlackBerry Passport phiên bản màu bạc. Các bạn có câu hỏi gì hãy comment bên dưới. Someone sẽ làm một video review chi tiết để giải đáp cho tất cả câu hỏi của các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại.